Jawa. Orang ketiga kan apa? Oke. Serahkan di kamu. Ini yang kamu ada yang parah nggak ini? Lalu, kemudian berarti hasil itu ada problemnya. Kerja itu terlalu banyak. Tư hướng nghiệp đó chưa đó, cái tư tưởng này bây giờ nghiệp đó chưa, tạo tạo được cái tư tưởng sâu sắc của người ta.
Mở hả? Dạ vâng. Mở không? Mở không?